Nếu như Thái Bình được coi là cái nôi của bóng chuyền Việt Nam thì ngay cạnh đó, mảnh đất Hà Nam cũng sản sinh ra những vận động viên bóng chuyền thuộc vào hàng khủng của làng bóng chuyền Việt Nam. Cái tên được nhắc tới đầu tiên phải kể đến đó chính là nữ trung tá xinh đẹp Phạm Thị Yến của Lò Bóng Chuyền Thông Tin. Phạm Thị Yến là một trong những chủ công thuộc thế hệ vàng của bóng chuyền Việt Nam giai đoạn từ năm 2005 đến 2015 với những cú nhảy phát uy lực và chơi bóng tài hoa. Thành công tại câu lạc bộ bóng chuyền nữ Bộ Tư lệnh Thông tin Liên Việt Postbank cùng với nhiều chức vô địch quốc gia và huy chương bạc, huy chương đồng SEA Games. Nhắc đến cô là nhắc tới những quả tấn công biên mạnh mẽ. Có thể nói sự nghiệp của Phạm Yến có quá nhiều điểm nhấn đáng tự hào, đặc biệt là với Bộ Tư lệnh Thông tin Liên Việt Postbank. Chị chính là biểu tượng cho sức mạnh và sự dẻo dai không biết mệt mỏi. Chưa có thống kê chính thức nhưng Phạm Thị Yến chắc chắn là chủ công ghi nhiều điểm nhất nước ở giải vô địch quốc gia cũng như trên tuyển trong thời gian chơi bóng đỉnh cao với hiệu suất trung bình là trên 20 điểm mỗi trận. Một người khác của Lò Thông tin mà bóng chuyền Hà Nam từng sản sinh là Đỗ Thị Minh, người chị họ của Phạm Thị Yến. Cô gái từng suýt trượt trong đợt tuyển sinh của câu lạc bộ bóng chuyền nữ Bộ Tư lệnh Thông tin Liên Việt Postbank đã dần trưởng thành và vun sáng nhờ vào những nỗ lực không biết mệt mỏi của mình. Vị trí vững vàng tại câu lạc bộ và là thành viên không thể thiếu của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia trong khoảng 10 năm trở lại đây là lời khẳng định chói sáng cho tài năng của cô gái quê Hà Nam. Một tượng đài lẫy lừng mà bóng chuyền Hà Nam từng sản sinh như Ngô Văn Kiều chính là niềm tự hào của mảnh đất Hà Nam. Oanh tạc cơ của bóng chuyền Nam Việt Nam có gốc gác tại Phủ Lý, Hà Nam, nhưng anh cống hiến trọn thanh xuân cho đội bóng phố biển xã Nét Khánh Hòa. Từng được coi là vận động viên thành công nhất giải đất hình chữ S khi xuất ngoại và là chủ công hàng đầu của bóng chuyền Nam trong suốt một thời kỳ dài. Ngô Văn Kiều chính là hình mẫu cho những vận động viên trẻ trên con đường phát triển và khẳng định tài năng với niềm đam mê bóng chuyền trái bóng. Cô gái phụ công Lưu Thị Huệ của đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công Thương và đội tuyển quốc gia cũng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hà Nam. Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m85, Huệ được huấn luyện viên Nguyễn Thúy Oanh dìu dắt và cô tiến bộ rất nhanh về chuyên môn. Cùng với đó là chiều cao trong những năm đầu gia nhập đội bóng Ngân hàng. Chơi bóng ở vị trí phụ công, Lưu Thị Huệ chính là hình ảnh của Nguyễn Thị Ngọc Hoa của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam trước đây. Những phẩm chất cực tốt như sức bật đà và bật tấn công đều cao, cẳng tay khéo, sải tay dài, tầm với khá rộng và tiếp thu rất nhanh lối đánh hiện đại. Một chủ công khác tài năng không kém có xuất thân từ mảnh đất Hà Nam đó chính là Đinh Thị Thúy của Kinh Bắc Bắc Ninh. Cô gái xinh đẹp được coi là chủ công xuất sắc của đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công Thương. Cô được gọi lên tuyển quốc gia năm 18 tuổi, được coi là một trong những tay đập trẻ triển vọng của bóng chuyền Việt Nam. Sau khi lên tuyển, sự phát triển của Thúy ngày một vững chắc. Tuy nhiên năm 2019, cô dính vào một vụ lùm xùm giữa câu lạc bộ và đã chuyển sang thi đấu cho Kinh Bắc Bắc Ninh. Hiện nay, Đinh Thúy chính là nòng cốt của đội bóng chuyền Kinh Bắc trên con đường chinh phục những đỉnh cao mà huấn luyện viên Phạm Văn Long đang hướng tới.